Nào, chúng ta hãy cùng đến với trận đấu thứ ba giữa team của Number và team của Vũ Vẩn. Lần này thì Vũ Vẩn cầm cho mình con Long Bình, trong khi đó người chơi Number cầm cho mình con Jhin, và phía bên kia Hùng ADC cầm cho mình con Mali và Tuấn Lộc Quy cầm cho mình con Anh Quốc. Với mặt đấu đó chính là hẻm núi thì phải. Hẻm núi. Ừ đúng rồi, hẻm núi. Hẻm núi là một trong những map đấu mà có những cái con bài nó phải chiến thuật. Nó phải ăn ý và phối hợp ăn ý với nhau. Tôi đánh giá là với con bài Mali trong tay của Hùng ADC thì tôi nghĩ nó sẽ rất an toàn khi mà chỉ có thể ăn vàng với cả nuôi bò ở nhà ăn thôi. Nó cũng giống như Mông Cổ anh em ạ. Nó không phải ra ăn hoang quá nhiều. Và con Anh Quốc trong tay của Tuấn Lục Huy cũng vậy, anh ta cũng sẽ chỉ cần vẽ ruộng ở nhà thôi. Chúng ta với con anh này thì cũng không, với cái lượng ruộng rẻ như vậy thì anh ta cũng không cần phải riêng hoang từ thời điểm sau này về thời điểm sau này. Trong khi đó thì Vũ Vẩn và Number là cầm cho mình con bài đó chính là Long Binh và con Jhin. Thì tôi nghĩ rằng là trong khoảng thời gian sắp tới thì sẽ phải ăn hoang ở phía bên ngoài khi mà lượng cừu trong nhà hết. Mà đen hơn thì anh ta còn không dò được cừu thì có lẽ sẽ phải ăn hoang sớm hơn. Và nếu cái map đấu này mà ăn hoang sớm thì sẽ rất dễ để có thể bị chém, bởi vì những cái bãi ăn hoang ở rất xa khu vực nhà chính và nó chỉ ở hai bên này thôi anh em ạ, và nó rất dễ đoán, chỉ có ở dọc cái đường biên này thôi này, chỉ có dọc cái đường biên này thôi đấy, thế nên nó rất dễ đoán và rất bị dễ chém luôn đấy. Nhưng mà chúng ta cùng nhìn lại về mặt xuất quân thì Number cầm cho mình con gì, trong khi đó Vũ Vẩn cầm cho mình con Long Binh. Thì nếu mà con bi trong những pha combat lớn ở thời điểm đế hai có cho mình con Jhin thì nó cũng sẽ là có một lợi thế kha khá. Chúng ta cùng xem về một con giò của Number, anh ta giò cho mình được hai con cừu, đấy là chưa trả cừu anh em, đấy là chưa trả cừu nha, hơi khoai rồi. Trong khi đó Vũ Vẩn thì sao đây, Vũ Vẩn giò được khá nhiều cừu, anh ta giò được cho mình là tầm khoảng 8 con cừu. Còn đây rồi, Tuấn LQ. Ở đây là tận 4 con cừu ngồi một chỗ liền anh em ạ. 4 con cừu ngồi một chỗ. Hơi đen cho Number rồi. Phía bên này thì liệu còn con cừu nữa hay không đây. Phía bên này cũng không còn con cừu nữa rồi. Map đấu đây chỉ là map đấu 22 mà thôi. Lượng cừu cũng không phải là quá nhiều. Number đang bắt đầu lên hai với cái trường đào tạo kỵ binh của mình rồi. Con Jhin này cũng sẽ lên hai sau khi đóng xong cái trường đào tạo kỵ binh này. Đây là con Long Binh trong tay của Vũ Vẩn, anh ta đóng cho mình cái nhà nguyện A Chen. Cái nhà nguyện A Chen này thì nó sẽ không có cho mình con tu sĩ để thể ngồi vào, và nó sẽ khích lệ luôn, không cần phải có tu sĩ, nhưng mà cái điểm cái tỷ lệ khích lệ của nó chỉ có thể tăng lên là 10% mà thôi, chứ không giống như con La Mã anh như là 40% thì phải, nếu tôi nhớ không nhầm. Còn nếu sai thì chắc tôi nhớ nhầm thật. Đây rồi, Vũ Vẩn là người lên hai đầu tiên với con Long Binh của mình. Anh ta đang bắt đầu cắt dân gian gỗ rồi. Anh ta đang bắt đầu cắt dân gian gỗ rồi. Ý định của Vũ Vẩn thì thường Vũ Vẩn là chắc chắn là anh ta cầm cho mình con Long Binh này thì anh ta lên cho mình cái nhà cung. Anh ta cho mình lên đánh cung chứ không đánh cho mình những con giáo và những con kỵ. Đấy là một trong những lối chơi quen thuộc của Vũ, bởi vì là đây đã có cho mình con Jhin rồi, con Jhin thì nó đã có kỵ mà bây giờ chỉ cần thêm cung thôi, cung để có thể tiêu diệt những cái tơn giáo đến từ Hùng AC và Tuấn LQ để có thể tạo khoảng trống dành cho con Jhin này nó chém. Number sau khi miệt mài dò cừu xong thì anh ta thu thập được tận là 3 con cừu, trong khi đó nhà mình thì cũng đang bắt đầu hết cừu rồi. Nhà mình đang bắt đầu có tầm khoảng khá khá nhiều ấy, khá nhiều sắc cừu ở đây đấy, cũng không phải là ít đâu. Hùng ADC cũng đã lên cho mình cái đời hai đó chính là mỏ đá Mansa rồi, đang bắt đầu đóng cho mình cái nhà lính đầu tiên. Còn Tuấn LQ thì sao, anh ta cho rất nhiều dân vàng nha. Đây là con anh trong tay của Tuấn LQ,
khi mà cho rất nhiều dân ăn vàng như thế này thì ý đồ anh ta lên 3 thẳng thì phải anh em ạ. Nếu như tôi nhìn như này không nhờ, với con anh mà lên 3 thẳng anh ta sẽ lên cho mình cái tòa tháp trắng khu vực trước nhà của tổ hùng ADC, để có thể vừa ra cho mình được những con cơ giới trong cái tòa tháp trắng đó và có thể thủ được rất mạnh mẽ ở khu vực này. Không biết có vẻ là như tôi nói hay không, khi mà anh ta đang cho rất nhiều dân ăn vàng ở đây rồi. Một con kỵ đầu tiên đến từ Number đang bắt đầu đi thám thính tình hình rồi. Ở thời điểm đầu này tôi nghĩ là sẽ không có thể hát được vào, bởi vì tất cả những con dân của Hùng AC cũng như là Tuấn LQ đang chỉ có thể ăn ở trong khu vực nhà chính của mình mà thôi. Con Mali này thì sau khi có vàng xong thì anh ta sẽ sóc bò ra để ăn anh em ạ. Sẽ sóc bò ra để ăn mà thôi, không cần phải ăn hoang ở khu vực nào cả. Ngay cả bãi hiêu 1 anh ta còn chưa phải ăn hoang. Vậy nên là có lẽ sẽ rất khó dành cho team của Number để có thể harass vào được bằng những con kỵ của mình. Trong khi đó thì sao? Vũ Vẩn đã có cho mình một vài những con cung rồi. Con cung này là 125 máu nha anh em. Con cung này là 125 máu, trong khi con giáo này chỉ có 100 máu mà thôi. Một lượng pop của con long binh này thì bằng hai pop những con quân còn lại, những con quân ở trên này vân binh khác. Bây giờ thì sao đây? Chưa có một tuần quân nào cả đến từ Tuấn LQ. Nhưng mà Tuấn LQ lại lên cho mình cái cung điện của nhà vua anh em ạ. Không lên cho mình cái tòa tháp trắng mà lên cho mình cái cung điện của nhà vua. Ý đồ như thế này đó chính là gia tăng về mặt tài nguyên chăng? Gia tăng về mặt tài nguyên, về mặt quân sự, về mặt kinh tế. Chứ không lên cho mình cái tòa tháp trắng để có thể bảo kê khu vực trước cửa nhà của Hùng AC. Đây là một trong những bài đấu mà nó cũng khá là bất ngờ. Khi mà lên cho mình cái cung điện của nhà vua như thế này thì không biết rằng là Tuấn LQ sẽ có thể lấy cái lợi thế từ cái cung điện nhà vua này hay không. Khi mà tân quân của Tuấn LQ sau khi lên 3 xong thì tôi nghĩ rằng là sẽ đủ để có thể thủ được, bởi vì là những con cung thủ đời 3 nó sẽ bắn được hết tất cả những con kỵ nặng này cả. Kỵ nặng. Bây giờ sao đây? Đang bắt đầu lên 3 đến từ đã chưa có một cái tên quân nào sóc lên 3 cả đến từ Tuấn LQ. Bởi vì anh ta chưa có vàng anh em ạ. Bây giờ là một cái vấn đề lớn của Tuấn LQ nha. Khi mà anh ta không có vàng để có thể nâng cấp cho mình những tên cung thì có lẽ anh ta cũng chỉ được dùng những con cung đời 2 mà thôi. Bây giờ thì sao đây? Đang bắt đầu cố gắng dùng dân ra để có thể bảo kê bãi vàng của mình. Để có thể harass được vào bãi vàng này cũng rất là khó nha anh em. Bởi vì trong cái bãi vàng này vẫn đang trong tầm bắn đến từ hai nhà chính. Từ nãy giờ thì Number mất cho mình một con kỵ nặng rồi. Trong khi đó Hùng ADC cũng mất cho mình được một vài con tơn dân nho nhỏ. Một vài con dân nho nhỏ rồi. Phía này thì Number đang có cho mình không quá nhiều kỵ. Bên này thì sao đây? Đây rồi, Hùng ADC lại mất dân rồi anh em ạ. Hùng ADC đang không để cái tân dân ăn gỗ của mình, đang bị chém tầm khoảng 2 con dân. Vẫn đang chỉ dừng lại ở 2 con dân mà thôi. Còn Tuấn LQ thì sao? Đã nâng cấp được cung đời 3 hay chưa? Khi mà lượng vàng của anh ta đã đủ để có thể nâng cấp cho mình được cung đời 3 rồi. Anh ta lựa chọn không đi nâng cấp cung đời 3 mà anh ta sẽ lựa chọn đi cho mình là nhặt thành tích trước. Đó là... Nhưng mà Number cũng đã rất cẩn thận để có thể để cho mình một vài con kỵ ở trong cái thành tích này rồi. Thế này thì bao giờ thì Tuấn LQ mới có quân đây? Trong khi đó Hùng AC đang rất khổ đây rồi. Hùng AC đang bắt đầu phải rút dân về khu vực nhà chính rồi. Không ăn được gỗ và cũng không ăn... ăn được gỗ nhưng mà không ăn được gỗ rồi. Còn lại ăn vàng cả thực được. Đây giờ là một tình huống lao vào đến từ team của Number. Ở đây là đang chỉ có cho mình là những con giáo đến từ con Mali này mà thôi. Tơn cung của Tuấn LQ cũng chỉ là cung đời 2. Chưa có một tình huống nào lên cung đời 3 cả.
bởi vì anh ta đang chưa đủ vàng để đến cung đời ba. Bây giờ thì con tu sĩ này đang bắt đầu đi nhặt những cái thành tích ở xa hơn cơ, nhặt cái thành tích ở xa hơn anh em ạ. Đang bị phát hiện ra bởi con dân con kỵ của Number rồi, rất chắc chắn đến từ Number. Mất cho mình một con tu sĩ này là 100 vàng anh em ạ, 100 vàng à, 150 vàng anh em ạ. Tôi không nghĩ là con tu sĩ nó đắt mức đấy đâu. 150 vàng. Từ nãy giờ tôi nghĩ rằng là Tuấn Đầu Quy đang đi nhặt cái thành tích là hơi vội, khi mà anh ta chưa có những cái đơn vị quân nào để kiểm soát map, để có thể kiểm soát cái thành tích của mình. Thì tôi nghĩ rằng là bây giờ lại đi qua cái thành địa này, lại bị đấy, lại bị phát hiện bởi con kỵ này. Xong con kỵ này lại chém. Mất 300 vàng rồi anh em ạ. Trong khi đó con cung của Tuấn Đầu Quy chưa lên 3 được, thì nó cũng chưa có quá nhiều tác dụng khi mà anh ta lên được 3 sớm. Bây giờ đang bắt đầu sóc cho mình cái nhà lính ra rồi. Tuấn ơi, Tuấn Đầu Quy đang phải, sẽ phải ra nhiều cung hơn. Khi mà chỉ có một vài tân cung này thì sẽ bị tiêu diệt bởi đám kỵ đến từ Number. Number có quyết định là lao vào hay không? Chắc chắn là sẽ lao vào rồi, khi mà những tân cung này chỉ là cung đời 2 mà thôi. Nhưng mà ở đây Hùng AC đã có một tân phóng giáo, nhưng mà lại không nhắm vào những con kỵ yếu máu. Đây rồi, Number cũng chỉ để lại cho mình là một con mua, để lại cho mình là một con giò mà thôi. Trong khi đó Tuấn LQ quyết định là sẽ ra cho mình những con nỏ binh để có thể counter lại những con kỵ nặng của Number. Nhưng mà con cung thủ thì sao đây? Con cung thủ của Vũ Vẩn thì sao đây? Cung thủ của Vũ Vẩn là cung thủ của Long Binh nha, là một trong những con cung thủ nó rất là kìa. Tại sao vừa đánh mà sao lại không đánh nữa? Trời ơi, vừa gần như là chuẩn bị bắt được con tu sĩ này rồi thì Number lại mang cho mình con kỵ về. Con kỵ quay lại thì tu sĩ đã chạy về rồi Number ạ. Hơi đen một tí cho game thủ Number. Phía bên này thì sao đây? Bên này thì vẫn chưa nhặt được cái thích kích này, bởi vì con kỵ này vẫn đang quản rất cắt ở đây. Đây rồi thì sao đây? Ơ kìa, lạc rồi. Tu sĩ hơi lạc một chút rồi. Tu sĩ đang hơi lạc, vậy nên là anh ta vẫn chưa nhặt được cái thành tích nào cả. Anh ta từ nãy giờ anh ta mất khá nhiều vàng với những con tu sĩ của mình. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì có cho mình một con nỏ binh và những con mê đàng đời 2 mà thôi. Chưa có một tình huống nào lên 3 cho những cái đơn vị quân của mình. Number đã có cho mình cái chợ để có thể đi buôn rồi anh em ạ. Đã có cho mình cái chợ, ý đồ anh ta đi buôn tận sang chợ trung lập này luôn. Chúng ta hãy cùng xem con thương nhân này sẽ mang bao nhiêu vàng với một tên đi buôn nó cũng khá là mắc quinh như thế này. 100 vàng. Với cái map 22 này thì 100 vàng nó rất là lớn nha anh em. 100 vàng nó rất là lớn. Khi mà Number có một cái đường giao thương nó mạnh mẽ rồi thì có lẽ là lượng kỵ của anh ta sẽ gia tăng một cách nhanh chóng. Và anh ta có thể lên 3 bất cứ lúc nào. Đây rồi, tôi nhìn thấy đã có tình huống bắt đầu lên cung 3 đến từ Tuấn LQ rồi. Nhưng mà Tuấn LQ bây giờ mới lên cung 3 thì có lẽ là Vũ Vẩn cũng đã lên cung 3 thành công rồi. Vũ Vẩn cũng đã lên là người lên 3 thành công. Nhưng mà Vũ Vẩn chỉ có cho mình cung 2 thôi, anh ta chưa nâng cấp cho mình cung 3 thì... À đây, cũng đã nâng cấp cho mình con cung 3 rồi. Có cho mình thêm một cái nâng cấp đó chính này kìa. Tăng giáp đỡ đòn đánh xa, cung thủ rất vàng, thêm một cộng 3. Vậy nên là cái tơn chống cung này nó thêm cộng 3 nữa rồi. Thế thì cũng con cung anh nó hơi khó đỡ đấy anh em ạ. Chúng ta cùng xem con cung anh à. Con cung anh nó không có giáp chống tên. Mà bây giờ cộng 3 nữa thì có lẽ là 3 cộng 1 này, 4 à. Trời ơi, hơi khoai dành cho team của hơi khoai dành cho team của Hùng ADC rồi. Bây giờ thì sao đây? Phát hiện ra một con dân đi lẻ để có thể cắm cho mình cái ụ vàng tiếp theo đến từ Hùng ADC. Hùng ADC vẽ vàng đẹp nhỉ. Vẽ nhà dân bốn góc luôn anh em ạ. Khá đẹp. Đây rồi, có một tình huống đi quân lẻ đến từ Tuấn LQ, nhưng mà không dám lao vào đến từ Number, bởi vì những con kỵ nặng của anh ta mới đang chỉ là kỵ nặng đời 2 thôi. Việc mà lao vào trong đám quân này thì có lẽ nó vẫn sẽ đủ để có thể tiêu diệt được. Nhưng mà Number đang cố gắng giữ kỵ hơn, bởi vì anh ta không có quá nhiều sát thương lên những con giáo này. Khi đây là những con cung thủ rồi. Đây rồi, có một tình huống bắt quân đến từ team của Vũ Vẩn cũng như team của Number. Bây giờ thì sao đây?
những cái tân quân đến từ Tuấn LQ sẽ phải lùi về khi mà không còn cho mình những cái tân giáo để có thể thủ những mình tân kỵ này. Đã có giáo của Hùng AC tiếp viện rồi, nhưng đây là những con giáo chỉ là đời 2 mà thôi. Những con cung thủ của Vũ Vẩn đang là đời 3 rồi anh em ạ. Đang là đời 3 rồi. Và giáp tên của nó đang là cộng 4 rồi anh em ạ. Nó có thể đấu cung với cực quân Anh này luôn. Nhưng mà hiện tại cung thủ của Tuấn LQ đang không còn rồi. Thì bây giờ Tuấn LQ sẽ đỡ như thế nào đây? Chúng ta hãy cùng xem con Jin đến từ Number đang có bao nhiêu kinh nghiệm rồi. Đang là 480 kinh nghiệm rồi. Anh ta đã đủ để có thể lên 3 con kỵ này rồi. Con kỵ này sau khi lên 3 xong thì tôi nghĩ nó sẽ rất là khỏe khi mà... Ui rồi, con kỵ nặng của Number, bây giờ tôi để ý con kỵ nặng của Number cũng đã lên 3 rồi anh em ạ. Anh em có thể thấy rằng là với những một tên đi giao vàng như thế này thì nó là 100 vàng. Bây giờ anh ta cũng đang khá thương nhân rồi anh em ạ. Vậy lên là Number cũng như là Vũ Vẩn bây giờ cũng đang rất khỏe nha. Bây giờ là quân đội nó cũng đang là như nhau hết rồi, quân đội đều là đời 3 rồi. Hùng ADC cũng đang là đời 3 rồi. Nhưng mà cũng đã sóc cho mình khá nhiều chuồng ngựa. Đó chính là việc mà chơi những con Musofadi này. Bây giờ thì sao đây? Number đang bắt đầu đi quản những khu vực bãi vàng lớn ở trên bản đồ để có thể tránh đi cái trường hợp mà Hùng AC cắm cho mình những cái ụ vàng. Nhưng mà cũng đã cắm thành công rồi. Còn phía trên này thì không. Number đang sóc rất nhiều thương nhân nha anh em. Number đang sóc rất nhiều thương nhân. Anh ta ui, cắm bãi vàng này, còn cắm bãi vàng cách một ô cho dân tập thể dục thế này. Trời ơi, cắm bãi vàng cắm cách một ô ảo tức. Cho dân có chỗ để đi nó thoáng à. Phía bên này thì sao? Bên này thì đã có những con nỏ binh giáp vàng rồi anh em ạ. Con nỏ binh giáp vàng này không có lượng cung, lượng giáp trúng tên nhiều lắm. Nhưng mà cái con nỏ binh giáp vàng này tôi bắn rất đau và rất trâu chó. Bây giờ là những con kỵ nặng quyến từ Number cơ anh em ạ. Đây những con kỵ nặng anh em ạ. Nó đang bắt đầu lao vào một cách rất mạnh mẽ vào khu vực nhà của Hùng AC rồi. Không cần đến tân quân đến từ Vũ nữa luôn. Quá khỏe anh em ạ. Con Jin đời 3 nó là một cái gì đấy nó quá là mạnh mẽ. Bây giờ thì sao đây? Hai con Ram đến từ Vũ Vẩn đang bắt đầu lao vào rồi. Không ủi cái trò này trước nhỉ? Ủi, Vũ quyết định là sẽ ủi đi những cái chuồng bò trước anh em ạ. Đang có một vài những cái tên dân Musofadi nhẹ nhẹ để có thể harass vào khu vực ăn hoang của Number. Nhưng mà Number cũng đã bắt đầu cắt kỵ về để có thể thủ nhà rồi anh em ạ. Còn phía bên này anh ta vẫn đang có cho mình những tân kỵ khá to ở đây. Thì bây giờ Vũ Vẩn, bây giờ thì team của Hùng AC sẽ đỡ như thế nào đây? Tuấn LQ đang không có một lượng quân lớn nào ở đây cả. Trong khi đó Number với những con kỵ sĩ của Jin này nó đang là lớp giáp tên là 6 cộng 2 cơ anh em ạ. Chúng ta cùng xem giáp tên 6 cộng 2. Trong khi đó con nỏ này là 12 cộng 4. Gần như là một lửa đấy anh em ạ. Gần như là đam chỉ còn một lửa thôi. Thế nên là những con kỵ sĩ của Jin này nó rất là chống tên, lượng giáp chống tên nó rất là mạnh mẽ nha anh em. Thay vì là 4 cộng 1 như con kỵ nặng, giáp chống tên của nó rất lớn. Và đầu hàng đến từ team của Hùng ADC.